bạn thân mến, gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video của một cô gái Trung Quốc từ Đông Hưng sang Móng Cái để du lịch trong ngày. Cô gái đã thuê một hướng dẫn viên du lịch không biết là người Trung Quốc hay người Việt Nam để dẫn đi tham quan tại Móng Cái. Video này nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của dân mạng Trung Quốc và đã đạt gần 1.500 bình luận. Cụ thể cô gái này đã nói gì trong video của mình? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Sẽ đưa tôi đi cắt eo sao, hướng dẫn viên? Cắt eo sao? Việt Nam không có khủng bố như vậy đâu. Hôm nay đây là một nữ hướng dẫn viên rất hoạt ngôn. Hôm nay không cần phải xếp hàng nhiều. Đây đã là cửa khẩu của biên giới rồi. Ok, xuất ngoại thôi. Đường ranh giới này tương đương với một bước chân đi hai quốc gia rồi. Đến Việt Nam rồi sẽ có xe buýt tham quan, đưa chúng tôi đi tham quan một vòng. Đã từng là thuộc địa của Pháp nên kiến trúc của Việt Nam pha trộn sự tinh tế của Pháp. Vì vậy đến Việt Nam nhìn các kiến trúc cũng là một lựa chọn không tồi. Móng Cái không được tính là rất lớn, nhưng hầu như ở khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy quán cà phê và xe máy. Tôi cảm thấy cảm giác lớn nhất chính là có thể nhìn thấy rất nhiều hãng xe hơi địa phương của Việt Nam VinFast, những thương hiệu khác là của Nhật Bản và Hàn Quốc. Việt Nam so với Trung Quốc thời gian chậm hơn 1 giờ đồng hồ. Vì vậy, mua sắm mệt rồi, có thể đến ăn nước ép trái cây và bơ của Việt Nam. Món phở Việt Nam này vô cùng ngon luôn, phở kiểu sợi phở nhỏ có khẩu vị thanh thanh. Lại ăn trái vú sữa được bán trên xe đẩy của dì này. Ăn cũng bình thường, không phải là rất ngon. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi một chút, đến xem một chút khu biệt thự nhà giàu ở Việt Nam. Oh my god, hoa lệ quá trời. Đến xem một chút nhà chồng Việt Nam của tôi nào. Xem xong rồi chúng ta lại đi xem Tràng Vĩ thôi. Đây là 0 km, điểm cực bắc của Việt Nam. Chụp hình cũng không tệ. Ngay bên cạnh là một nhà thờ mới được sửa chữa. Nhìn nó rất có phong cách nguy nga. Vào trong tham quan một chút, vô cùng thơ mộng và lộng lẫy. Tổ chức đám cưới ở đây chắc chắn lãng mạn lắm đây. Lại đến một ngôi chùa có niên đại hơn 200 năm. Ở bên trong tôi không cảm thấy sợ. Quan trọng nhất vẫn là phải có một chút sự tôn trọng. Đi mệt rồi, bạn có thể uống một ly nước mía, giá 10.000 đồng. Nước mía của ông chú này thực sự ngọt ngào hơn mối tình đầu luôn. Ngọt quá, cho thêm một ít đá nữa nè. Để hướng dẫn viên đưa tôi đến chợ. Thực tế, thứ ăn ngon nhất thường ẩn mình trong những chợ nhỏ. Chợ rau này chắc chắn có rất nhiều thứ ngon trong đó. Đây là thịt bề bề nè, thật sự thèm chết tôi rồi. Tôi gọi một phần bánh cuốn thịt heo Việt Nam. Món nước chấm này có thật nhiều topping. Các bạn nhất định phải đến thử nhà này. Cô bán hàng Việt Nam này vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Cô cũng xinh đẹp lắm. Hoa quả Việt Nam vẫn là không thể mang về nước được. Lại ăn sầu riêng nữa, lại còn là sầu riêng mật ong. Cuối cùng là món trứng vịt lộn. Kết thúc chuyến đi này thôi. Đó là toàn bộ nội dung vlog của cô gái Trung Quốc sang Móng Cái Việt Nam du lịch trong ngày. Các bạn thấy những trải nghiệm của cô gái có phong phú hay không? Vừa sang Việt Nam thấy biệt thự đẹp, đã nhận là của nhà chồng Việt Nam rồi, không thấy bị cắt eo như ở đầu video cô gái này lo sợ nhỉ? Vậy netizen Trung Quốc đã nói gì khi xem được trải nghiệm của cô gái này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Ngoại trừ chữ không giống nhau mà thôi, những thứ khác cùng Đông Hưng không khác mấy. Nói rằng rất an toàn, tôi cảm thấy có vấn đề. Bình luận của anh bạn này nhận về rất nhiều phản hồi như sau. Việt Nam thực sự an toàn. Mặc dù tôi không thích Việt Nam, nhưng Việt Nam thực sự không thể bị cắt eo như miến điện. Đã đi du lịch Móng Cái, Đà Nẵng, Hà Nội vừa trở về, thực sự rất an toàn. Bây giờ an toàn như nhau, một mình đi dạo ở Móng Cái không ai để ý đến anh. Vốn đã an toàn, tôi đến Việt Nam mỗi ngày. Thật ra thật sự rất an toàn, chính là anh đừng chui vào rừng nguyên sinh để tìm kiếm người Việt Nam ở Móng Cái. Ngày nào tôi cũng vác giày tre từ bên họ đến bán hàng. Ở Móng Cái không dễ bị lừa vì bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc. Rồi các anh cứ nghĩ cắt eo vì không an toàn thì cứ ở trong nhà ra tới giếng thôi, cũng không có vấn đề gì đâu. Cho dù bạn đang ở quốc gia Đông Nam Á nào, cách xa những người đồng hương mà bạn không biết rõ ràng, đặc biệt là tốt với bạn mà không có lý do, không có gì là tuyệt đối cả. Tôi đã sống ở Việt Nam được 9 năm. Bún gà ven đường Việt Nam thực sự rất ngon miệng, bất kỳ quán ăn ven đường nào. Thật ra từ Việt Bắc đến Việt Nam, chúng tôi đều chơi rồi, nơi nào cũng cảm thấy an toàn, cảm giác nguy hiểm nhất là Hà Nội. Tôi vốn nói ngày 8 tháng sau đưa ba mẹ tôi từ cửa khẩu Đông Hưng xuất phát qua Việt Nam chơi. Ba tôi không biết nghe ở đâu, nói có người cắt eo không chịu đi.
phở bò Việt Nam tôi yêu thích nhất. Tại sao khi tôi đi không được đi nhiều nơi như vậy? Làm gì có nhà thờ ở bãi biển? Chỉ là đi được một vòng, đi dạo một cửa hàng đặc sản, uống một tách cà phê và ăn một bữa ăn đã trở lại rồi. Chưa từng ra nước ngoài, xin hỏi ở Việt Nam là nhân dân tệ hay đồng Việt Nam? Nhà tôi ở biên giới Việt Nam, trước khi dịch bệnh tùy tiện đi chơi, Việt Nam so với các nước Đông Nam Á khác còn an toàn hơn. Bánh mì nhất định phải ăn à, thực sự rất yêu. Năm 2015 đã đi qua, hướng dẫn viên du lịch cả ngày đều dẫn chúng tôi đến cửa hàng miễn thuế để mua đồ. Một chút cảm giác trải nghiệm du lịch Việt Nam cũng không có. Sau đó mỗi lần đi Đông Hưng đều chỉ đi cửa khẩu, cái gì đặc sản cửa khẩu cũng không có. Còn phải tốn chi phí hướng dẫn viên du lịch, mất phí quá cảnh, chỉ đi đối diện tiêu dùng. Mấy năm trước không phải có tin tức, khi qua cửa khẩu hộ chiếu không kẹp tiền boa, kết quả bị nhốt vài ngày, bây giờ vẫn còn hiện tượng cho tiền boa sao? Lần đầu tiên đến Móng Cái mà ăn bún thịt nướng, nhớ mãi không quên, còn có xôi xoài. Không phải có nhiều sòng bạc ở đằng kia sao? Ông này chắc nhầm với Campuchia rồi, mà sòng bạc ở Campuchia cũng là của người Trung Quốc xây chứ ai? Tôi vẫn thích phong cảnh Việt Nam so với các thành phố thịnh vượng. Không cần phải tìm hướng dẫn viên du lịch ở Đông Hưng, tốt nhất là tự đi, có điều hướng là được. Trước khi dịch bệnh, chúng tôi tự mình đến Việt Nam chơi hơn một tuần. Cổ miếu đó có phải là nơi cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hay không? Tôi nghĩ phở gà Việt Nam và bánh mì Việt Nam rất ngon. Nhiều năm trước ở Việt Nam chơi 14 ngày, giảm được 8 cân. Hơn nữa ngày nào cũng ăn không ngừng còn gầy, muốn ở lại thêm vài tháng. Khi đó tôi đã đi đến một cửa hàng nói rằng không tiếp nhận người Trung Quốc. Chậm một giờ là đề cập đến miền Nam Việt Nam, Bắc Việt Nam giống Trung Quốc. Năm 2018 đi qua tự do, hy vọng năm nay có cơ hội để đi lại. Việt Nam sử dụng một thời gian, không phân biệt Bắc Nam, chậm hơn một giờ so với Trung Quốc. Ý anh là cùng một quốc gia, hai thời gian. Tôi đã làm việc tại miền Bắc Việt Nam, chậm hơn một giờ so với Trung Quốc. Toàn bộ Việt Nam chậm hơn một tiếng so với trong nước, không phân biệt Bắc Nam. Ở Đông Hưng nếu thời gian di động của bạn là tự động, thỉnh thoảng còn tự động nhận ra giờ Việt Nam. Nhìn không ra có cái gì thú vị. Trong nước hình như có nhiều chỗ so với nơi này, vui vẻ hơn, đẹp hơn đi. Đây chỉ là một thành phố nhỏ biên giới, muốn đi đẹp và vui vẻ, tất nhiên phải đi đến các thành phố lớn hoặc bên bờ biển, tương đối xa. Không đi, so với trong nước lạc hậu hơn, còn dễ dàng bị cắt eo. Tôi vừa đi vào ngày 3 tháng 3, muốn nói siêu nhàm chán, không có gì, còn không bằng bỏ tiền ra mua đồ ăn. Mấy thành phần mà mở mồm ra bảo bị cắt eo, không bước chân ra khỏi nhà là dễ bị cắt eo nhất này. Chắc ít ra ngoài nên như vậy đó các bác nhỉ. Càng nhìn bình luận thì đến 50% hỏi cô gái trong video cách liên lạc với hướng dẫn viên để sang Việt Nam du lịch. Còn mấy thành phần mà cắt eo với mua vợ Việt Nam thì chắc muôn đời không đi được đến đâu. Các bạn thấy video này có thú vị hay không? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh nha! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!